9:30 này, 21:30 ngày mình làm. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông có làm việc với đại diện gia đình người bệnh Hoàng Trúc Mai, 9 tháng tuổi, địa chỉ Quang Lịch, Yến Sương, Thái Bình, thành phần gồm có đại diện bệnh viện Đa khoa Hà Đông, bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Cường, phó giám đốc bệnh viện, trực lãnh đạo bệnh viện ngày 15 tháng 11, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Thủy, trực cổng 1 khoa hồi sức tích cực ngày 15 tháng 11, bác sĩ Phạm Chiến Thắng, trực cổng 1 khoa cấp cứu ngày 15 tháng 11. Đại diện gia đình gồm có ông Hoàng Văn Thành, bố bệnh nhân, ông Trần Văn Hữu, bác ruột bệnh nhân. Đại diện cơ quan công an phường Quang Trung gồm có ông Lê Mạnh Cường, phó trưởng công an phường Quang Trung, ông Phạm Đình Quyền, cán bộ công an phường Quang Trung. Nội dung gồm có phía gia đình yêu cầu bệnh viện xác định cháu Hoàng Trúc Mai được vào khoa cấp cứu tại bệnh viện đa được vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngày 11 tháng 11 và yêu cầu bệnh viện cung cấp kiếp trực của khoa nhi ngày 11 tháng 11 năm 2019. Thứ hai, yêu cầu bệnh viện xác định gia đình có đưa cháu Hoàng Trúc Mai về bệnh viện Đa khoa Hà Đông lúc 22:30 ngày 15 tháng 11 trong tình trạng đã tử vong tại bệnh viện Nhi Trung ương về khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa Hà Đông và yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong. Về phía bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cung cấp cho gia đình kiếp trực khoa nhi ngày 11 tháng 11 năm 2019 gồm có bác sĩ Hoàng Thị Mai Quyên, điều dưỡng Kiều Thị Nhung, điều dưỡng Lê Thị Phương Thảo, điều dưỡng Nguyễn Thị Lý. Thứ hai, yêu cầu gia đình đưa cháu bé xuống nhà đại thể và làm pháp y, thành lập hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân tử vong cháu Hoàng Trúc Mai. Thứ ba, bác sĩ Trần Ngọc Cường, đại diện bệnh viện mới sẽ làm sáng tỏ sự việc trong thời gian sắp tới. Cuộc họp kết thúc. Chưa. Gia đình không đồng ý, không thống nhất với cái phương án của bệnh viện là làm pháp y mà đưa cháu về quê mai táng và sẽ xin làm việc với bệnh viện vào một ngày khác, thế là được chưa? Vâng. Thế xong là xem là ngày nào được thì cái số điện thoại của tôi đi rồi. Vâng, chú sắp xếp đi cái buổi làm việc nó cụ thể có kết quả thông báo gia đình. Rồi. Bên gia đình cháu sẽ có người làm việc với lại gia đình. Vâng. Trên cái cơ sở chúng tôi đã có.